chào anh Quân, chào tất cả các bạn và anh chị ở đây. Hôm nay em Minh Trang với lại bác sĩ nội chú Quỳnh Hương sẽ trình bày bài về Optical Coherence Tomography, đó là chụp các lớp cấu kết quang học. Thì bài này mục tiêu chính của em sẽ trình bày về nguyên lý và các ứng dụng cơ bản của cái chụp các lớp quang học trong nhãn khoa. Thì đầu tiên là đây là xin giới thiệu, đây là một cái số hình ảnh về cái kết quả mà chụp bằng OCT mà mình hay thường thấy trên lâm sàng. Thì đây là cái kết quả mà chụp bằng máy Hindenburg. Đây là cái kết quả mà khi mình thấy khi bằng máy dài. Thì vậy đầu tiên là định nghĩa OCT là gì? Thì OCT mình biết đó là một cái phương pháp dẫn đến hình ảnh không xâm lấn dựa trên cái nguyên lý là phản xạ ánh sáng quang học thu lại được. Thì dựa trên cái nguyên lý này nó sẽ tạo dựng nên cái hình ảnh hai chiều chính xác nhất của một cách tương đối chính xác của các lớp cấu trúc võng mạc. Thì cái chụp các lớp quang học OCT này người ta được xem như là một cái sinh thiết trong nhãn khoa, bởi vì nó thể hiện được rõ các lớp võng mạc, các lớp tế bào trên võng mạc. Thì xin lược qua là mình hôm nay mình sẽ nói về cái lịch sử phát triển nguyên lý hoạt động ô nhiệt điểm của OCT, một số các chỉ định của OCT cũng như ứng dụng của nó trong các bệnh lý võng mạc. Thì đầu tiên nói về cái lịch sử phát triển của OCT thì khoảng từ năm 1971, với cái mục tiêu là người ta muốn nhìn thấy được những cái mô học ở bên trong mắt của mình, thì đến năm 1991 thì tiến sĩ Fujimoto đã lần đầu tiên đưa cái hình ảnh, những cái hình ảnh thấy được trong cái tế bào võng mạc mắt của mình. Lúc đó người ta mới thiết lập được cái hình ảnh trong cái mô học của võng mạc thôi. Thì vào khoảng năm 1991 thì nó được báo cáo, và đến năm 1993 thì cái máy OCT nhãn khoa đầu tiên được làm. Và đến khoảng năm 1994 thì người ta bắt đầu nghiên cứu trên người, chụp thử trên người á. Thì khoảng năm 1996 thì cái máy OCT được bán đầu tiên, nghĩa là cái máy OCT trên thương mại á, được sử dụng đầu tiên khoảng năm 1996. Thì cái thế hệ thứ hai ra đời khoảng năm 2000, thế hệ thứ ba thì khoảng ra đời khoảng năm 2002. Thì cho đến năm 2006, nếu như mà những cái máy trước đây á, nó sử dụng cái nguyên lý hoạt động là time domain OCT, thì đến năm 2006 thì cái máy OCT này được hoạt động dựa trên cái nguyên lý spectral domain. Và đến năm 2012 thì người ta phát triển thêm một cái nguyên lý phát triển thêm một cái hướng hoạt động nữa là spectral. Và đến năm 2014 thì là cái máy mà chụp các lớp cấu kết quang học mạch máu ra đời. Thì đây là một số cái hình ảnh về máy OCT mình thấy như lâm sàng. Cái này là máy của Zay, máy của Hindenburg, cái này là máy của Topcon. Thì nói về cái nguyên lý hoạt động thì đầu tiên mình sẽ nói sơ về cái A scan và B scan để mình hiểu rõ thêm được là cái máy OCT này nó hoạt động dựa trên nhiều cái lớp quét của A scan, nên mình phải hiểu được là A scan và B scan là cái gì. Thì A scan ở đây á, mình còn được dịch ra là cái amplitude scan, có nghĩa là quét biên độ. Thì đây là một cái hình ảnh cho mọi người dễ hiểu cái A-scan. Đó là khi mà A-scan nó sẽ chiếu tương tự như là mình biết ở trong nhãn khoa của mình á, ngoài OCT thì cần có siêu âm, nó cũng có thể khảo sát được các cái lớp ở trong các cấu trúc ở trong nội nhãn của mình. Thì thay vì trong siêu âm người ta sử dụng sóng âm thanh, thì trong OCT người ta sử dụng sóng ánh sáng. Thì đối với A-scan thì người ta sẽ phát ra một cái chùm ánh sáng đến cái mô cần khảo sát. Thì với những cái sóng ánh sáng được dội lại á, nó sẽ biểu thị lại bằng những cái biên độ dao động. Thì A-scan đó là những cái sóng ánh sáng nó dội lại từ cái mô khảo sát, nó sẽ biểu thị thành những cái biên độ dao động. Còn B-scan là cái brightness scan đó, thì là khi mà quét nhiều cái lớp A-scan, nó sẽ tạo thành cái B-scan là một hình ảnh hai chiều của cái mô mình cần khảo sát. Thì thay vì nó biểu thị bằng những cái biên độ dao động như trong A-scan, thì đối với B-scan thì cái nó biểu thị lại những cái sóng ánh sáng mà dội lại á, nó sẽ được biểu thị lại bằng những cái chấm sáng. Những cái tín hiệu mà càng cao thì cái biểu thị cái chấm ánh sáng nó sẽ càng sáng. Và những mới nhiều cái lớp quét B scan thì nó sẽ tạo được hình ảnh C scan, đó là hình ảnh 3D. Rồi, đây một cái hình ảnh mình mô tả trong, nếu chụp trong OCT thì với nhiều cái lát cắt, khoảng 300 lát cắt của A scan, nó sẽ tạo ra được một cái hình ảnh hai chiều. Một cái hình ảnh hai chiều của cái này thì mình hay thấy. Và nếu mà quét khoảng 300 lát như vậy thì mình sẽ có được hình ảnh 3D của một cái hình ảnh gai thị hình dưới dạng 3D. Và nếu như mà với cái hình ảnh của với A scan và B scan á, nó cho những cái chùm tia tới là vuông góc với cái mặt phẳng cần khảo sát, thì khi mà mình có một cái chùm tia mà nó song song với mặt phẳng cần khảo sát á, thì mình sẽ được cái hình ảnh của end phase.
Enfast trên cái là hình ảnh Enfast, thì chút xíu nữa mình sẽ giới thiệu về cái hình ảnh này. Mình chỉ giới thiệu cho các bạn biết là tại sao là có hình ảnh của Enfast này thôi. Đó là khi mà mình chiếu vào cái chùm tia mà nó song song với mặt phẳng cần khảo sát thì mình sẽ có được hình ảnh của Enfast này. Rồi, trên cái nguyên lý hoạt động của OCT thì mình sẽ có hai nguyên lý chính, đó là trong domain và cái Fourier domain. Thì trong cái Fourier domain này thì mình sẽ chia ra thành hai nhánh, đó là cái spectral domain và cái spectral. Thì chút xíu mình sẽ lược lại cái này ha. Rồi, nói về cái nguyên lý hoạt động á, trong cái trong domain á thì người ta từ một cái chùm ánh sáng nó sẽ được tách ra thành hai nguồn. Đó là một á, một cái nó sẽ đi đến gương tham chiếu, và một cái còn lại á nó sẽ đi đến cái mô cần khảo sát. Đối với cái nguồn ánh sáng mà đến cái gương tham chiếu á, thì cái hoạt động của gương tham chiếu này nó sẽ di chuyển tới lui. Và trong cái thời gian nó di chuyển tới lui như vậy á, thì cái chùm tia đến cái mô cần khảo sát nó sẽ quét qua cái mô cần khảo sát này. Và khi mà hai cái sóng này nó gặp nhau, nó quay trở lại máy thăm dò, thì nó sẽ tạo ra cái giao thoa ánh sáng. Thì dựa trên cái cường độ ánh sáng phản xạ lại từ cái mô, cái cường độ ánh sáng tại những vị trí khác nhau mà nó phản xạ lại từ cái mô mình khảo sát á, kết hợp với cái độ trễ thời gian, kết hợp với cái độ trễ thời gian nó quay trở lại, đồng thời nó đo đạc và tính toán so sánh với cái thời gian của gương tham chiếu này, nó sẽ vẽ nên được một cái hình ảnh hai chiều của cái võng mạc, của các mô và cấu trúc trên võng mạc. Thì cái quy lý hoạt động chính của nó là dựa trên cái độ trễ thời gian của cái sóng ánh sáng quay trở lại và cái cường độ ánh sáng tại những vị trí khác nhau trên võng mạc. Đây là một cái mô hình để cho chúng ta thấy khi mà một cái nguồn sáng chiếu đến một cái mạch này là giống như là cái bộ tách sóng, thì một cái nó sẽ đến gương tham chiếu và một cái nó sẽ đến cái võng mạc mình cần khảo sát. Thì khi mà hai cái sóng này gặp nhau nó sẽ tạo ra giao thoa. Thì từ cái giao thoa này người ta sẽ đo đạc và tính toán để người ta vẽ lên được cái hình ảnh hai chiều của cái võng mạc mình cần khảo sát. Nhưng mà có một cái đặc điểm trong cái time domain này, đó là tại mỗi cái vị trí mà cái sóng này nó quét qua, thì khi mà để mà quét hết được cái mặt phẳng của cái võng mạc mình cần khảo sát á, thì cái gương tham chiếu này phải di chuyển rất là nhiều lần. Tại vì cứ một cái vị trí này thì gương tham chiếu này di chuyển tới lui, và cứ như vậy nó lặp lại tại mỗi vị trí. Nên để quét được hết tất cả các hình ảnh trên võng mạc thì nó phải mất rất là nhiều thời gian. Thì để mà tiết kiệm được thời gian và để người ta mới nghĩ đến cái phương pháp Fourier domain này, thì nó là một cái thuật toán. Thay vì là người ta biểu thị cái cường độ, thay vì nó biểu thị cái cường độ ánh sáng tại những vị trí khác nhau theo cái biểu đồ thời gian, thì cái thuật toán Fourier domain này nó sẽ biểu thị lại những cái cường độ này theo cái đồ thị của hàm của cái tần số. Hiểu đơn giản là như thế này. Ví dụ ở đây là một cái đồ thị, nó biểu thị các cái cường độ dao động của cái nguồn phát ra theo thời gian. Thì mình ví dụ ở đây ha, ở đây mình có ba cái sóng, được tạo ra khi mà từ cái nguồn này phát ra ha, từ cái nguồn này phát ra nó phát một lúc ba tín hiệu đi ra và có ba tín hiệu được dồi lại, thì cái biểu đồ này biểu thị theo thời gian. Còn cái biểu thị này nó biểu thị theo tần số là sao? Mà mình biết được á, tần số có nghĩa là một cái gì đó lặp đi lặp lại, một hiện tượng lặp đi lặp lại trong một cái đơn vị thời gian. Thì mình ví dụ ở đây là một giây. Thì mình tưởng tượng ở đây á là cái sóng này nó là một, cường độ của nó là 1 ampere, cái sóng này là 2 ampere, cái sóng này là 3 ampere ha. Thì ví dụ như trong một đơn vị thời gian thì cái sóng này, thì cái sóng cái đồ thị của 3 ampere á nó được lặp lại một lần. Cái sóng có 2 ampere mình lặp lại ở đây là 3 lần. Và cái sóng 1 ampere ở đây mình lặp lại là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lần. Thì là tần số của sóng 1 ampere, tần số của sóng 1 ampere là 8 lần ha. 2 ampere là 3 lần và 3 ampere là 1 lần. Thì thay vì mình phải đếm những cái tần số này theo thời gian như vậy, thì cái đồ thị này nó biểu thị ngược, thì nó biểu thị rất là nhanh. Nó biểu thị ở đây có nghĩa là có một sóng với cường độ là 3 ampere, 3 sóng với cường độ là 2 ampere và 8 sóng với cường độ là 1 ampere. Thì như hay như vậy á, thì có nghĩa là thay vì nó phải đọc theo thời gian, nếu mà biểu thị cái đồ thị theo thời gian á, nó phải đọc rất là lâu, thì theo cái đồ thị tần số nó sẽ đọc hơn, nó sẽ đọc một cách rất nó sẽ đọc được các cái tín hiệu nhanh hơn rất nhiều lần. Và một cái lợi điểm thứ hai đó là khi mà sử dụng cái thuật toán Fourier này á, thì nó sử dụng cái nguồn sáng của nó là băng thông rộng, là một lúc nó sẽ phát ra được rất là nhiều tín hiệu.
và sẽ thu lại được nhiều tín hiệu cùng một lúc. Thay cho cái thuật toán của Time Lumens á, một lần nó chỉ phát ra được một tín hiệu thôi. Đó, thì từ đó người ta mới thấy được cái lợi điểm. Từ đó người ta mới thấy được lợi điểm của hai cái phương pháp này. Đó là trong cái Fourier domain này á, thì nó thu được cái tốc độ. Cái tốc độ của những cái sóng, những cái tín hiệu thu lại rất là nhanh và cho độ phân giải cao hơn. Nên mà cái Fourier domain này nó dần được thay thế cho cái Time domain. Cái thứ nhất, cái thứ hai là trong đây nó có hai cái phương pháp là spectral và cái spectral. Thì trong cái spectral domain này á, thì hiện nay nó đang sử dụng là tiêu chuẩn cho những cái thiết bị mà sử dụng trong nhãn khoa cũng như là được sử dụng trên OCT trong lâm sàng nhiều nhất. Và cái spectral này thì nó khác nhau, nó khác cái spectral ở chỗ nó là một cái phương pháp mới hơn và nó cho cái tốc độ mà thu được hình ảnh cao hơn, cũng như là mình sẽ thấy được những cái cấu trúc sâu hơn ở trên bổng mạc. Và thường và cái đặc điểm của nó là nó sử dụng cái nguồn sáng mà không nhìn thấy được, sử dụng cái nguồn sáng không nhìn thấy được thì nó sẽ ít gây nhiễu cho bệnh nhân so với cái nguồn sáng thấy được khi mà mình sử dụng cái phương pháp spectral này. Đây là một cái bảng mà mình nó so sánh giữa hai cái phương, nó so sánh giữa cái time domain với lại cái spectral domain và cái spectral. Thì cái này nó chỉ tóm tắt lại những cái gì nãy giờ mình nói thôi. Thì cái này là trong cái time domain đó, thì sẽ sử dụng cái diode thiên phát quang với cái bước sóng khoảng 810 nanomet, và cái bước sóng này gần hồng ngoại, có nghĩa là mình sẽ nhìn thấy được. Cái phương pháp spectral và time domain này đều sử dụng cái nguồn sáng gần hồng ngoại, nên mình sẽ thấy được cái tia sáng này. Và bởi vì là khi mà cái time domain này á, nó quét từng cái điểm ảnh, như là nó quét từng vị trí một, hết vị trí này mới đến vị trí kia, thành ra là trong một giây nó chỉ quét được khoảng 400 lát thôi. So với cái spectral này á, nó sốc một lúc phát ra nhiều tín hiệu hơn, thì trong một giây nó quét được đến 27.000 hoặc 70.000 lát lận. Cái độ phân giải trục như phân giải bên của cái spectral này nó cũng tốt hơn. Còn đối với cái spectral này thì nó dùng cái nguồn sáng với bước sóng của nó là 1.000 nanomet, thì nó thứ nhất là nó sẽ quét được nhiều điểm ảnh, nó quét được nhiều lát ảnh hơn trong một giây, và thứ hai là nó sẽ cho cái độ mình sẽ thấy được cái những cấu trúc sâu hơn. Do cái bước sóng dài hơn mình sẽ thì cái sóng nó sẽ đi xa hơn, mình sẽ thấy được những cấu trúc sâu hơn của cái hình ảnh mình thu được. Đây là một cái số bảng, đây là một cái bảng mà nó so sánh về những cái phương pháp, không phải, cái này là so sánh về những cái máy hiện nay mà mình đang sử dụng. Thì cái này mọi người đọc thêm để mình thấy được cái để mình thấy được những cái mặt khác nhau của những cái dòng máy này. Thì hiện nay là anh thấy ở trên cái khoa của mình thì sử dụng cái OCT của Hardenberg với lại cái của Jay. Rồi thì ưu điểm của nhược điểm của OCT, thì ưu điểm hiện nay á thì mình thấy được là so với trong siêu âm thì độ phân giải của OCT gần như là gấp 10 lần so với ảnh của CMB, và nó sẽ quan sát được những cấu trúc nhỏ với độ chính xác rất là cao. Với cái kỹ thuật mà sử dụng ánh sáng của OCT thì nó sẽ không cần tiếp xúc giữa cái đầu dò với lại mắt của mình, sẽ giảm được khó chịu cho bệnh nhân, đồng thời thời gian chụp rất là nhanh. Nhưng mà nhược điểm của nó là gì? Khi mà gặp các môi trường, tại vì nó sử dụng ánh sáng nên cái một số cái môi trường trong suốt và bị đục nhiều, như là đục thể vệ tinh hoặc là bị suốt pha lê thể nhiều hoặc có sạc giác mạc trung tâm, thì ánh sáng sẽ không xuyên qua được, thì sẽ không chụp được. Hoặc là những bệnh nhân mà cử động mắt nhiều á, cái bệnh nhân mình chụp thì mình cần phải định thị, mà bệnh nhân mà cử động nhắc nhiều thì sẽ gây ra xảo ảnh nhiều. Và một số dữ liệu bình thường không có sẵn ở đây, có nghĩa là giống như là mình thấy đây, mình sẽ nói đến cái bảng này, có nghĩa là cái này là những cái bảng biến số nền có được khi mà người ta thực hiện nghiên cứu. Có nghĩa là người ta sẽ nghiên cứu ở đây là 280 bệnh nhân, 182 bệnh nhân gì đó. Thì những cái nghiên cứu này được thực hiện chủ yếu là ở Mỹ, là chủ yếu là trên người da trắng. Thì những cái thông số này, những cái thông số nền này á, chủ yếu là của người da trắng, người Mỹ, cũng có một số ít là của châu Á. Thì có nghĩa là những cái thông số này nó không, nếu mà áp dụng, nếu là ở Việt Nam á, thì coi như là mình chưa có những thông số riêng của Việt Nam là thứ nhất. Thứ hai là những bệnh nhân được đưa vô nghiên cứu này á, chủ yếu là trên 18 tuổi. Thành ra là những bệnh nhân dưới 18 tuổi mình sẽ không có thông số. Mặc dù là có nhiều ưu điểm như vậy, nhưng mà người ta vẫn nghĩ ra nhiều cái cách mà để tối ưu hóa cái chất lượng hình ảnh thu được từ OCT. Thì do đó đầu tiên là người ta nhắc đến cái grayscale này, đó là than xám. Đó là thay vì là người ta sử dụng cái phổ màu cầu vồng, thì người ta thay đổi những cái tín hiệu thu được thành cái than xám là từ trắng đến đen. Đó là khi mà cái tín hiệu thu được càng cao, thay vì màu đỏ hoặc màu vàng ở đây thì nó sẽ trở thành màu trắng. Và những cái tín hiệu mà thấp hơn, ví dụ như là màu xanh,
xanh dương, xanh như trời, những cái tín hiệu thấp hơn thì nó sẽ trở thành màu xám hoặc màu đen. Thì người ta thấy được trong nhiều nghiên cứu, người ta thấy rằng á, đối với những cái mà hình ảnh mà thu được bằng than xám á, nó sẽ cho được cái hình ảnh cấu trúc của các lớp võng mạc này rõ ràng hơn, tinh tế hơn, giúp cho quan sát được các sang thương dễ dàng hơn. Rồi, ở đây có một hình ảnh nhắc đến, đó là black white negative, đó là trắng, rồi giống như là âm bản. Âm bản thì là nó được mô tả là sử dụng dùng trong những cái bệnh lý khó. Thì cái này em nghĩ ở đây là thay vì những cái vùng bình thường, trong cái black white ngược này có nghĩa là những cái vùng trắng sẽ thành đen, vùng đen sẽ thành trắng, thì em nghĩ là nó sẽ dùng khảo sát những cái vùng mà bình thường, như ví dụ như là cái lớp ngoài nó màu đen thì mình muốn khảo sát những cái tổn thương ở đó thì bây giờ nó sẽ thành trắng, thì em nghĩ là quan sát những cái sang thương đó nó sẽ dễ hơn. Rồi, trong này có một cái là averaging, thì có nghĩa là ở đây nó sẽ chụp, có nghĩa là nó sẽ chụp nhiều lát cắt, nó sẽ chụp nhiều lát cắt và nó sẽ ghép nhiều cái khung hình nó lại để được một cái khung hình, sẽ được để được một ảnh. Thì có nghĩa là cái việc này giúp cho cái gì, khi mà nó quét nhiều lát cắt như vậy thì nó sẽ giảm cái việc mà nhiễu ảnh, những cái artifact, nó làm giảm những cái artifact đi để giúp thu được cái hình ảnh nó có chất lượng ảnh tốt nhất. Thì người ta thấy rằng trung bình có khoảng 50 khung hình để tạo, thì nó gộp lại để tạo được một cái hình ảnh. Rồi, thứ ba đó là người ta lại nhắc đến cái effect scan này. Thì ở đây là một cái hình ảnh ví dụ về cái effect scan. Đó là nãy mình nhắc rồi ha, cái effect scan nó là khi mà mình quét những cái tia sáng mà nó song song với cái bề mặt mình cần khảo sát á, thì tạo ra cái hình ảnh. Ở đây là hình ảnh 3D. Cái như trên cái kết quả này thì cái hình ảnh này đó nó được khảo sát từ cái lớp ILM cho đến cái lớp ABA ha. Thì ở đây á, người ta cắt ra thành nhiều lớp. Trong cái effect này thì một số tài liệu em đọc là người ta có thể cắt nó thành 5 lớp luôn. Em nghĩ là có ra cho cái điều chỉnh máy, tại vì em thường thấy kết quả thì thường nó sẽ biểu hiện một cái lớp đó là lớp giới hạn trong và có lớp biểu sắc tố ở dưới. Thì cái lợi điểm trong cái effect này là gì? Người ta thường sử dụng nó để mình khảo sát cái độ rộng cũng như cái hình ảnh tổng, nghĩa là hình ảnh 3D á, của cái tổn thương mình quan sát. Ví dụ như trong bệnh lý mà phù hoàn đĩa nhạc nang, ví dụ như trong mặt phẳng cắt ngang mình chỉ thấy đó là phù hoàn đĩa nhạc nang thôi, nhưng mà khi mà quan sát trên hình ảnh 3D mình sẽ thấy được cái độ rộng của sang thương, cũng như là mình coi cái cấu trúc, những cái tổn thương nó đến cấu trúc nào, và mình theo dõi cái diễn tiến của nó theo thời gian. Thứ hai là khi mà cắt qua cái mặt phẳng, ví dụ như là cái ILM này, nó sẽ giúp quan sát được những cái bệnh lý sang thương liên quan đến cái co kéo dịch kính võng mạc, hoặc là những cái bệnh lý như là mạc giới hạn trong thì nó liên quan tới cái lớp ở trong này. Còn những cái bệnh lý mà liên quan đến lại cái biểu sắc tố thì thường sẽ quan sát lớp ở dưới. Đó là lợi điểm mà thì người ta quan sát bằng cái effect scan này. Cái tiếp theo là người ta nhắc đến cái segmentation. Cái segmentation ở đây thì cái segmentation này nó là một cái chế độ của máy. Thì khi mà người ta chụp được một cái hình ảnh 2D thì dùng cái chế độ segmentation này thì trên máy nó sẽ vẽ ra những cái đường, nó phân cách cái võng mạc mình thành nhiều lớp. Thì khi mà cái việc mà phân cách cái võng mạc nó thành nhiều lớp á, để người ta thường nó được ứng dụng gặp nhiều nhất là trong bệnh lý glaucom. Để người ta quan, ví dụ như trong cái này người ta sẽ quan sát cái lớp mà GCC là phức hợp của tế bào hạch á, thì người ta sẽ quan sát được cái đó qua mỗi cái lần thăm khám của bệnh nhân, mình ta sẽ thấy được cái lớp đó nó giãn như thế nào theo thời gian. Rồi, cái cuối cùng đó là cái progression analysis software. Thì cái này nó giống như là, cái này em tìm hình thì nó hơi không được rõ ràng lắm. Thì cái này chủ yếu là người ta muốn nhắc đến cái ở đây là sự thay đổi của các cái thông số. Cái phần mềm này á, khi mà mình sử dụng cái phần mềm này thì nó sẽ vẽ lên một cái biểu đồ luôn. Qua những cái lần thăm khám của bệnh nhân á, nó sẽ vẽ lên một cái biểu đồ để mình thấy được cái sự thay đổi cũng như tiến triển của bệnh nhân qua mỗi lần mà mình điều trị. Thì bệnh nhân đến thăm khám thì mình thấy được cái tiến triển của bệnh, từ đó mình sẽ có những cái hướng điều trị tiếp theo. Rồi, vậy thì chỉ định của OCT là gì? Thì em đọc thì cái chỉ định của OCT này nó nói cũng khá là chung chung. Thì thường những cái bệnh lý mà gây tổn thương đến thị lực mà mình nghi ngờ có tổn thương bán phần sau, bán phần trước gì, mình đều có thể cho chụp OCT được hết. Thì ở đây nó cả thần kinh thị, võng mạc, hoặc là có thể chụp được các bán phần trước của nhãn cầu đều có thể nằm trong cái chỉ định của OCT.
mọi người có thể đọc thêm cái phần này, đó là cái quy trình khi mà mình chụp bệnh nhân như thế nào, cái này là trong cái brochure của nó có hướng dẫn, mọi người có thể đọc thêm. Rồi thì ứng dụng của OCT trong cái bệnh lý võng mạc thì OCT ở đây em phân ra thành ba cái hướng chính để mình ứng dụng OCT, thì là một là để chẩn đoán, hai là để điều trị, ba là để theo dõi cái tiến triển tự nhiên đối với những cái bệnh mà không điều trị. Thì đối với chẩn đoán thì thứ nhất là mình sẽ nắm dùng OCT, mình có thể thấy được giải phẫu sinh lý mình của một cái võng mạc bình thường, hoặc là mình mô tả và định lượng và định tính đối với những cái sang thương, đối với những cái võng mạc mà có bệnh lý sang thương. Thứ ba là từ đó mình sẽ có những cái kiến thức về bệnh học. Đối với điều trị á, thì thứ nhất là mình sẽ theo dõi nếu mà bệnh nhân đáp ứng điều trị, và thứ hai là mình đối với những bệnh nhân mà không đáp ứng thì mình có thể có cái hướng để thay đổi cái điều trị của mình. Rồi đây là một cái hình ảnh mà kết quả của OCT mình thường thấy, thì nó sẽ gồm nhiều phần. Thì đầu tiên là nó chia ra thành, thì theo cái tài liệu mà em đọc thì nó sẽ chia ra các đọc của nó sẽ chia thành hai phần chính, đó là định lượng và định tính. Thì đầu tiên mình sẽ trình bày cái phần định lượng, những phần nào có số thì phần đó là định lượng ha. Rồi ở đây đầu tiên nó nhắc đến định lượng, thì ở đây là đầu tiên mình sẽ kiểm tra ở đây đó là có tên và ngày tháng chụp. Thì cái việc mà hành chính thì nó khá là quan trọng, bởi vì sao? Thứ nhất là đúng bệnh nhân, thứ hai là cái ngày tháng chụp này sẽ giúp mình theo dõi được bệnh nhân trong quá trình mình điều trị để coi đáp ứng hoặc là không, để mình có cái hướng thay đổi điều trị của mình. Rồi thứ hai là cái sensor DMA, thì cái sensor DMA này nó là nó bắt mình phải xác định có cái hình chụp này có phải nằm ở trung tâm hay không. Tại vì có một số bệnh nhân có người ta có định thị kém, ví dụ như là những bệnh nhân mà bị cái sẹo hoàng điểm cho những bệnh lý mà võng mạc thoái hóa hoàng điểm tuổi già, người ta bị cái sẹo hoàng điểm thì gây ra cái định thị nó sẽ kém, thành ra hình ảnh của mình sẽ không còn nằm ở trung tâm được nữa, nên nó bắt mình phải xác định cái hình này có phải trung tâm hay không. Thì ở đây mình có một câu hỏi đặt ra, đó là khi mà nhìn cái hình ảnh này làm sao mình biết được là cái hình này có cắt ngang qua trung tâm hoàng điểm hay không. Thì mình suy nghĩ chút xíu nữa mình sẽ trả lời câu hỏi này ha. Mình nhìn cái hình này làm sao biết được là cái hình này có cắt ngang qua trung tâm hoàng điểm hay không. Rồi thứ hai xác định cái trung tâm của hình, thứ ba đó là mình sẽ chú ý đến cái độ mạnh của tín hiệu. Rồi cái độ mạnh của tín hiệu ở đây thì đối với một số khi mà do OCT á, nó sử dụng cái ánh sáng để nó khảo sát mắt của mình, thì đối với những cái trường hợp như là đục thủy tinh thể hoặc sẹo với giác mạc thì cái ánh sáng, cái cường độ ánh sáng bây giờ nó sẽ bị giảm, làm cho cái chất lượng hình đi ra nó bị kém đi. Thì cái signal strength này nó sẽ cho biết được là cái hình ảnh này, cái chất lượng hình ảnh này có đáng tin cậy hay không. Thì thường cái signal strength này, cái thang của nó sẽ từ 1 đến 10 và ít nhất nó phải bằng 6, và khi dưới 3 thì nó là cái chất lượng hình ảnh nó sẽ gây ra hình ảnh rất là kém. Rồi cái cuối cùng là mình sẽ nhắc đến đây, đó là cái những cái thông số ở trên cái kết quả của cái một cái kết quả OCT được trả ra. Thì ở đây mình có hai cái thang màu. Thì cái thang màu thứ nhất á, là nó thể hiện cái này là độ dày của võng mạc, nó được thể hiện theo cái phổ cầu vồng ha, cái phổ màu cầu vồng. Thì cái những cái màu trên đây á, mình sẽ được đối chiếu qua đây để nó thể hiện được cái độ phù hoặc là độ mỏng, độ dày của võng mạc ha. Còn cái hình hoàng điểm ở trên đây á, nó được chia làm 9 khu với cái diện tích ở trong đây á, người ta nói là 6x6 mm. Thì cái vòng tròn ở trong tương ứng với 1x1, vòng tròn thứ hai tương ứng với 3x3, và vòng tròn ở ngoài tương ứng với 6x6 ha. Thì nó được chia làm 9 khu, và cái màu sắc ở trên đây á, mình sẽ so sánh với lại cái bảng màu ở dưới này, nó sẽ thể hiện được là cái độ dày của cái vùng này nó có nằm trong cái dân số bình thường hay không. Rồi, đồng thời ở trên đây nó có những cái con số thì nó sẽ cho biết được cái độ dày của võng mạc. Cái độ dày võng mạc này nó được đo từ cái lớp ILM cho đến lớp ABA ha. Rồi. Đây là một cái kết quả mà khi chụp bằng máy Hindenburg. Thì nếu như mà cái máy dài nó thể hiện bằng cái... nó thể hiện bằng những cái biểu đồ màu xanh, thì cái máy trên máy Hindenburg đó nó thể hiện bằng cái màu đen và màu đỏ. Thì cái màu đen á mình sẽ đọc đó là cái độ
cái độ dày trung bình của cái lớp của võng mạc tại hoàng điểm và cái màu đỏ nó sẽ thể hiện cái thể tích. Ngoài ra trong cái bảng nó sẽ có cái trên cái bảng nó sẽ có cái ô này nữa, mình có thể đọc cái độ dày của cái trung tâm, cái độ dày võng mạc dưới hoàng điểm ở đây ha. Rồi thì người ta tại sao người ta lại nhắc đến cái độ dày trung tâm dưới hoàng điểm này, bởi vì là cái độ dày nó rất quan trọng trong cái quá trình mà mình điều trị, bởi vì nó sẽ thay đổi tiến triển theo thời gian. Một số cái một số bác sĩ người ta còn ghi lại cái thông số này nè. Ở đây là một cái ví dụ về một bệnh nhân mà bị phù hoàng điểm dạng nang sau cái khi mà được chích triamcinolone. Sau khi được chích triamcinolone thì người ta thấy được là trên hình ảnh mặt cắt hai chiều á, mình thấy được là cái vùng này, cái vùng đen của cái phù hoàng điểm dạng nang này nó giảm đi, và trên cái thông số mình thấy nó giảm từ 389 xuống còn 246, có nghĩa là nó đang đáp ứng với điều trị. Rồi nếu nãy giờ mình đã nhắc trên cái thông số, các thông số ở trên cái kết quả của CT, thì ngoài cái thông số định tính nãy giờ mình nhắc đến, thì bây giờ mình sẽ đọc cái hình này ha. Cái hình này nó sẽ là những cái yếu tố mang cái những cái kết quả này mình sẽ đọc, đó là những cái yếu tố định lượng, quên, định tính, xin lỗi nào.